Tôi xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng hàng tuần vào lúc 17:50 Chủ nhật. Kính thưa quý vị, Khẩu vị ngôi sao luôn mời đến đây các vị khách mời rất là xinh đẹp, xinh trai, xinh gái. Và Hà Thu phải là người trực tiếp đưa ra những thử thách hành hạ làm rạn nứt tình cảm đôi bên. Hôm nay cũng là một trường hợp tương tự. Xin giới thiệu khách mời hôm nay là một cô nàng diễn viên người mẫu xinh đẹp, Lâm Á Hân. Mời Hân. Dạ. Chào mừng Hân đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ, chào chị. Gửi lời chào đến quý vị khán giả của Khẩu vị ngôi sao nha. Mình là Lâm Á Hân và hôm nay Hân rất là vui khi được mời đến làm khách mời trong chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hân ơi, biết sao không? Gặp Hân cái là phải hỏi liền bí kíp làm đẹp chứ. Trời ơi, long lanh quá à. Em chia sẻ chút xíu là tại vì là một dạng rất là kén ăn. Cho nên là mỗi cái mà em ăn vào em đều phải suy nghĩ là mình sẽ hấp thụ những cái dưỡng chất gì vào cơ thể. Cho nên là em rất là chọn lọc chứ không Ví dụ mình sẽ chọn lọc ăn những món như thế nào? Rau củ và những cái món bổ nhưng mà không có quá nhiều chất béo. Hôm nay Hân đến đây kỳ vọng chương trình Khẩu vị ngôi sao sẽ đem đến cho Hân những món ăn như thế nào nè. Hôm nay kiểu đến đây thì biết cỡ nào cũng được ăn á chị. Cho nên là em đã nghĩ trong đầu rất là nhiều món rồi. Em mong là sẽ được thưởng thức trong ngày hôm nay. Vậy có lý do là mình đi quay, mình ăn thì mình sẽ không có bị áp lực mình quá nhiều. Mình ăn một cách đường đường chính chính và được phục vụ hẳn hoi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi, vậy bây giờ Hân giúp Thu order hai món mà Hân muốn thử thức ở trong chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi, bây giờ cho Thu xin hai món ăn này nha. Rồi, bây giờ sẽ chào đón đến đây hai đầu bếp là hai fan hâm mộ của Hân. Đảm bảo sẽ làm hài lòng Hân dù khó tính đến mức độ nào. Xin giới thiệu Quốc Đan và Đức Trọng. Mời hai bạn. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hai bạn giới thiệu một chút xíu nha. Dạ, chào chị, em là Quốc Đan. Hiện tại là em là học viên của sân khấu Sắc Việt. Bạn biết đến Hân và yêu mến Hân từ bao giờ nè? Từ lúc chị Hân còn ở trong nhóm BBNBG đó chị. Làm đã một khoảng thời gian rất dài rồi đúng không? Dạ. Rồi, bạn giới thiệu một chút về mình nha. Dạ, chào chị Hà Thu, chào chị Lâm Á Hân. Em là Đức Trọng, em là diễn viên. Dạ. Trời ơi, hai bạn nam đến để nấu ăn cho Hân ngày hôm nay, hai bạn có tự tin không? 100%. Bạn bao nhiêu phần trăm? Em thì rất là tự tin vậy. Rất là tự tin, không đong đo đếm được bằng phần trăm luôn đúng không? Dạ. Rồi, còn chần chờ gì nữa, mình đến ngay với phần đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Trong phần này thì sẽ có hai câu hỏi và một thử thách để lật mở lần lượt ba từ khóa liên quan đến Lâm Á Hân. Bạn nào lật mở được nhiều từ khóa hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng và chọn một trong hai món mà Lâm Á Hân đã order ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Mỗi câu hỏi các bạn sẽ có 10 giây để trả lời. Các bạn sẵn sàng chưa? Mời hai bạn cầm bảng lên nha. Dạ. Rồi, câu hỏi là đố vui nha. Cũng dây cũng lá khác gì đâu, chẳng phải dưa cũng chẳng phải bầu, hỏi đến ngập ngừng không nói được, đánh cờ nước ấy chịu buồn rầu, đố là quả gì? Đố vui nha. Thời gian còn 3 giây nha. 3, 2, 1. Hết giờ. Mời đưa bảng. Bí, quả bí. Và quả bí là đáp án chính xác. Chúc mừng hai bạn. Khởi đầu suôn sẻ quá. Nhưng tại vì câu hỏi này hai bạn đều trả lời đúng, cho nên là mời Hân giúp hai bạn lật mở một từ khóa nha. Hân sẽ mở số 1. Mời từ khóa số 1. Không thuộc cao sang. Vậy là gu ăn uống của Hân là những món dân dã đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi trước thì em không có ăn được những cái món cao sang. Với em giống như là vi cá, là bào ngư, rồi yến rồi này kia thì em không ăn được. Tại vì có những cái mùi khá là khó ăn so với em. Ai mà nuôi Hân chắc có lợi lắm ha. Mấy món gì đắt tiền là không chịu ăn hết. Không, bây giờ em ăn được rồi chị. Là hồi trước thôi đúng không? Bây giờ là mình biết là tốt cho nên là mình ăn được rồi đúng không? Rồi. Ngoài những cái món cao sang ra, những cái món dân dã thì những cái món Hân thích là gì? Em rất là thích ăn mấy cái món ngoài lề đường như là bún riêu nè, bún đậu, bánh đa cá. Rồi nói chung là tất cả những cái món mà được ngồi ở vỉa hè ăn em món rất là mê. Ăn đường phố đúng không? Ừ, đúng rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 2 nè. Nem chợ huyện là đặc sản của tỉnh nào? A. Bình Định. B. Ninh Thuận. C. An Giang. Thời gian còn 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, mời hai bạn đưa bảng.
Đáp án là Bình Định là đáp án chính xác. Chúc mừng hai bạn. Trời ơi, hai bạn này khá là hiểu rằng về ẩm thực đúng không? Dạ đúng rồi. Nem chợ huyện là đặc sản nức tiếng của Bình Định, được nhiều du khách chuộng thưởng thức và tìm mua về làm quà. Địa danh chợ huyện hiện thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Món nem này được chế biến từ thịt nạc heo tươi, nêm nếm gia vị theo bí quyết riêng, đặc biệt gói bằng lá ổi bên trong và lá chuối bọc bên ngoài. Hai bạn đã từng thưởng thức món này bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa mà sao biết? Linh cảm. Linh cảm hay còn gọi là chọn đại đúng không? Còn đang thử thưởng thức món này em chưa? Em đang rồi một lần. Là bạn em quê ở Bình Định đó chị, rồi đem vào mời tụi em. Rồi, vậy là một lần nữa lại nhờ Hân lật mở từ khóa rồi. Theo thứ tự là em lật tới số 2. Mời từ khóa số 2, nghiêng về thuần khiết. Chia sẻ một chút xíu về từ khóa thuần khiết này nha. Với em mà những cái món mà thuần khiết á là ít gia vị, được hầm, được nấu và những cái vị phải ra từ trong những cái giống như thịt nè, rồi rau, củ quả, nói chung là phải ra nước từ cốt, đúng phải rồi, không? Nước cốt đó. Đó là biết lý do vì sao cô nàng đẹp rồi đó. Ăn toàn những thứ rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì căn bản là nấu ăn cũng không có được giỏi. Nấu ăn cũng không có được giỏi. Chị kêu nêm nữa thì em không có nêm được. Mà cho nên là em rất là thích nấu những cái món mà kiểu mình không cần phải nêm quá nhiều gia vị. Ở nhà Hân có phải là mẫu phụ nữ nội trợ không? Em thích nấu ăn thôi. Nếu mà có công thức thì em vẫn nấu được. Nhưng mà em thì lại giống như gia vị nó không biết em vậy chị. Sao vậy hả? Dạ. Tại vì thường thấy là nấu để những cái món mà thuần khiết thì lại khó hơn là so với những món mà mình nêm nếm đậm á. Tại vì mình phải đúng một cái chuẩn gì đó thì nó mới giữ được cái độ thanh á. Ví dụ như những cái nước dùng nè thì mình phải nêm ít thôi. Rồi qua câu hỏi thì biết được Hân là có gu ăn uống rất là gọi lành mạnh. Bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng. Bây giờ không trả lời câu hỏi nữa tại vì hai bạn trả lời câu hỏi giỏi quá. Bây giờ mình chơi trò chơi đi để phân định thắng thua ha. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách cuối cùng của phần 1. Mời các bạn đến với thử thách trong ít phút nữa. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ đến với một thử thách cuối cùng. Bây giờ bạn Đan và bạn Trọng đang được liên kết với nhau bằng một sợi dây đai. Và trong vòng 2 phút, các bạn phải cố gắng bóp bể những quả bong bóng ở trên sàn. Với điều kiện là các bạn không được chạm chân lên một trong 3 chiếc vạch ở dưới sàn. Trong thời gian 2 phút, bạn nào làm bể được nhiều bóng hơn thì bạn đó giành chiến thắng. Hai bạn đã hiểu luật chưa? Dạ, hiểu rõ rồi chị. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Gì? Ôi ôi. Không được đạp vạch nha, không được đạp vạch nha. Ôi bên đây lẻo kìa chị. Yeah, rồi. Ôi. Cẩn thận. Cẩn thận. Thưa quý vị, chúng ta không cần đến 2 phút, chỉ cần 20 giây. Hai chàng trai lực lượng của chúng ta đã bóp hết số bóng ở trên sào. Bạn Đan đã kết thúc phần thi của mình trước và làm bể hết bong bóng trên sào trước. Chính vì vậy mà phần chiến thắng đã nghiêng về bạn Đan. Xin chúc mừng. Rồi, cởi đai ra nào. Vâng, thưa quý vị, với sự lực lượng của mình thì Đan đã giành chiến thắng trong giây lát. Và chiến thắng này đã giúp Đan mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 3. Xin mời từ khóa số 3. Món ăn ngày Tết. Món ăn ngày Tết là những món gì nhỉ? Món ngày Tết á, mà em thích nhất là bánh chưng nè, thịt kho hộp vịt, củ kiệu. Nhưng mà trong cái bàn ăn mà chắc chắn là sẽ có món canh. Mà em á, thì lại là một đứa không ăn được khổ qua. Ồ, vì nó đắng. Đúng rồi, mọi người ăn rất là ngon. Nhưng mà mình ăn vào kiểu sao ngon ở chỗ nào vậy mọi người? Kiểu là nó quá đắng so với em không ăn được vị đắng. Là những cái món như là khổ qua là hay mình nấu canh ngày Tết là mình hay nấu nhồi thịt vô đúng không? Là vẫn không ăn được, có nhồi thịt trong vẫn không ăn được. Có thịt em cũng không ăn được cái thịt của khổ qua. Nhưng luôn. Mà khổ qua thôi hay là tất cả những cái món ăn mà đắng đắng là Hân đều không ăn được? Hầu như là món đắng em đều không ăn được. Vậy là sẽ không có món đắng trong ngày hôm nay phải không ta? Rồi, trước khi đến với phần chọn món ăn của Đan thì Đan có một huy hiệu thần bếp với từ khóa số 3. Huy hiệu thần bếp này sẽ giúp Đan có một sự trợ giúp từ Hân trong cái phần nấu ăn của mình. Lát bạn có cần bất cứ thứ gì thì cứ nhờ Hân giúp đỡ nha. Dạ. Rồi, bây giờ quyền lợi rất là
to lớn là chọn một trong hai món ăn mà Hân đã order ở đây. Đó là món tôm cuộn khoai tây chiên hoặc là món bánh canh cua. Tất nhiên là hai món ở đây Hân đều thích cho nên là Hân mới order ra ở đây. À. Bạn chỉ chọn cái món mà mình cảm thấy tự tin hơn thôi. Vậy em chọn món tôm cuộn khoai tây chiên đi chị. Chúc mừng em với món tôm cuộn khoai tây chiên. Dạ. Về món bánh canh cua sẽ thuộc về Trọng nha. Dạ. Em làm được món này đúng không? Suy nghĩ nữa hả? Thở dài rồi Hân ơi. Em làm được không? Em khẳng định cho chị Hân chỉ tự tin cái nè. Thật ra là em nấu không có được vợ. Không có được vợ. Đẹp trai thì người có những người yêu. Không có được vợ rồi, okay, yên tâm okay, rồi nha. Yên tâm rồi. Bây giờ mà đang có thêm một quyền lợi nữa là khi vào bếp mình sẽ có hai gian bếp hai bên, đó là bếp phải và bếp trái. Thì mỗi bên sẽ có một cái thử thách nho nhỏ. Bây giờ đang có quyền chọn gian bếp mà mình yêu thích. Dạ, cho em chọn bếp phải. Gian bếp phải, vậy gian bếp trái sẽ thuộc về bạn Trọng nha. Dạ. Mời Lâm Á Hân và hai bạn chúng ta đến với gian bếp để đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với gian bếp của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Như thường lệ thì chúng ta lại dạo một vòng các thử thách của hai đầu bếp của chúng ta. Thử thách của Trọng là sẽ mang chân vịt và mặc áo phao để nấu ăn mặc dù ở đây không có nước. Rất là dễ thương. Rồi, vậy là thử thách của Đan sẽ là đội nón bảo hiểm cộng thêm một dĩa bóng bàn ở trên mặc dù không chạy xe. Chị ơi, nó sắp rớt rồi chị. Nhiệm vụ của em là phải làm sao để nó không rớt mà vẫn phải nấu ăn ngon. Hình như em có cái huy hiệu thần bếp á, em có thể thay đổi này được không? Mình có huy hiệu thần bếp, dạ. Mình được quyền. Dạ, vậy chị Hân giúp em. Rồi, cái này là phải được sự giúp đỡ từ Hân đó, không phải từ Thu đâu. Dạ, sẵn chị Hân giúp giùm em luôn đi chị Hân. Dạ rồi, sẵn xong cái em nhờ chị Hân đội lên giùm em luôn nha. Ủa sao nha? Không, bữa nay mình tới đây mình chơi mà chị. Phải hết mình chứ chị. Mình được vậy luôn á em hả? Dạ đúng rồi. Trời em có huy hiệu mà. Ôi huy hiệu là có tất cả vậy hả? Em làm hả em? Dạ. Trời đất ơi. Đó, quá xinh luôn chị ơi. Muốn ăn mà cực quá. Trời ơi, nhỏ yêu thương thần tượng quá. Đó, mình muốn ăn mình phải cực khổ một tí nha. Rồi ngã ngã luôn chút không nó rớt bóng nè Hân nè. Rồi. Rồi đó, đúng rồi em chị ơi. Em không phải chảnh thôi nha mọi người. Đúng rồi, tại vì em mất cao khổ thôi đúng không? Em không có kênh mọi người. Tại em mới để mặt vậy thôi. Trời ơi, chưa gì mà để thấy là các fan hâm mộ yêu thương thần tượng của mình là biết món ăn lát nữa sẽ cực kỳ ngon đó. Dạ, em sợ. Rồi, bây giờ ngoài cái sự nhờ vả này từ huy hiệu thần bếp của Đan nha, thật không tính, thì sẽ có một vài nguyên liệu mà các bạn cần dùng thì các bạn phải nhờ Hân vượt qua một số thử thách thì các bạn mới lấy được nguyên liệu đó để nấu món ăn. Hân sẵn sàng giúp đỡ các bạn đúng không? Dạ. Dạ chứ sao giờ ha. Đâu làm được gì khác. Rồi bây giờ trả lại gian bếp cho hai bạn nấu nướng nè. Bây giờ mời Hân về phòng khách của chương trình nha. Dạ. Rồi mời hai bạn. Chưa thấy fan hâm mộ nào mà hành hạ bởi thần tượng như vậy đúng không? Bên kia nha. Hân ơi, ở nhà thì mình có cái nào mà ngồi trong nhà không phải chạy xe mà đội nón như này không? Dạ không. Cảm giác thế nào? Kỳ lắm chị. Rồi chia sẻ một chút. Ở nhà thì Hân hay thích nấu món gì? Dạ, đây đây em bị mất hết hai củ khoai rồi. Mất hết hai củ khoai? Dạ. Giờ sẵn có con nai đó chị Hân, cởi con nai đi kiếm hai củ khoai đó giùm em được không chị? Cởi con nai để đi kiếm hai củ khoai. Em cho chị ăn có chút xíu mà em hành chị dữ vậy. Chưa cho ăn luôn á Đan. Ừ, chưa cho luôn. Chị phải vận động ăn mới ngon chứ chị. Đúng rồi, hợp lý, bây giờ vận động nè. Rồi tạm rớt đi, mình bây giờ vậy đi. Ủa rồi, mời Lâm Á Hân cưỡi ra đi kiếm khoai. Cưỡi. Khoai ở đâu vậy mọi người? Khoai ở đâu vậy nè? Khoai ở đâu? Khoai ơi. Em ở đâu rồi khoai ơi? Ủa cưỡi chứ mình đâu có phải bưng đâu. Mình cưỡi chị, mình phải nhúng đàng đoàn ấy chị. Đây là thú nóng này nhúng quá đó nè chị. Nó bị xìu rồi hả? Sao mọi người? Ăn miếng em nhớ nó mềm xèo à. Thôi với đôi chân đắng rỏi hãy cưỡi em ấy một cách khéo léo đi nè. Phải quay đầu á. Không có trong bếp đâu Hân ơi. Ngoài phòng khách nè. Ngoài phòng khách. Đúng rồi. Tự nhiên gì? Nhớ tập trung quan sát. Nhớ cưỡi nai nhưng vẫn tập trung quan sát nha. Không thấy đâu ta. Nhìn kỹ vào nha, thường sẽ cất giấu ở những chỗ. Em mỏi quá à. Mỏi hả? Có giờ lết luôn rồi hả? Có được đúng không? Nhớ phải nhìn tìm cẩn thận nha. À,
tìm ra rồi, yeah. Em tìm ra rồi, có thể đi đường đường chính chính qua. Phải cưỡi nai đem khoai về. Cái chú bé này, đôi chân chắc khỏe, tập thể dục đâu rồi nào? Bây giờ hãy sử dụng đi nào. Em hành hạ chị vậy thấy vui lắm. Tại sao phải đội nón bảo hiểm rồi? Tại vì cưỡi nai nguy hiểm á, cái phải đội nón bảo hiểm giờ là hợp lý rồi đó đúng không? Dạ. Hợp lý ha. Tôi thấy thương con nai lắm luôn á. Sao chị không thương em? Được rồi hả chị? Còn một chút xíu nữa thôi. Ráng lên chị một chút xíu thôi chị. Cố lên, cố lên. Hân ơi, cố lên. Hân ơi. Yeah. Chị Hân ơi, chị Hân ơi, chị Hân ơi. Giúp em, chị Hân ơi. Mình còn nữa ơi. Hân ơi, mình thở đi. Chị Hân ơi, chị Hân, nãy giờ chị ngồi được đúng không? Giờ cho chị đứng đi chị ơi. Giờ em đang thiếu tôm để nấu bánh canh. Chị dùng chân dịch vừa hát vừa tìm đập bể 5 trong số 15 quả bóng có logo của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ. Dạ. Vậy em cảm thấy tự nhiên em được ăn mà em mệt chứ vậy ta. Không, mình vận động để cho nó tiêu cơ mới để lát ăn cho ngon đó Hân. Thì lần đầu tiên em mang cái này luôn á. Xong rồi sao nữa chị? Hân sẽ đứng ra đây, Thu sẽ nhặt bong bóng ra nha. Hân ơi, trong tất cả bong bóng này sẽ có 5 quả bong bóng có logo của chương trình. Thì nhiệm vụ của Hân là sẽ đạp bể ra để tìm hết đủ 5 cái logo đó nha. Dạ. Rồi, mời Hân bắt đầu. Chị, xin cái rồi. Xin nó ra được không chị? Trời ơi, dễ thương vậy sao mà không chịu được. Nóng. Rồi, trời. Rồi, mời em. Không có cái logo nào. Không có, cái thứ hai không có. Phải nhìn xem cái nào có cái logo bên trong nha. Không có luôn. Chắc là em téo. Không có cái nào có vậy ta. Không có. Em à. Không có cái logo. Ủa sao không có logo nào vậy? Ủa, đâu có cái nào có không? Có không? Phải để ý xem nó có văng ra không nha. Không có nha. Không đã thấy luôn hết rồi nè. Ủa? Không có logo đâu mọi người. Đâu, đây đây, còn một quả. Hân ơi, còn một quả đạp thử xem còn. Không có. Rồi, chúc mừng Hân đã hoàn thành một thử thách mang tên là một cú lừa, một cú lừa. Thực ra là muốn Hân đạp bong bóng cho vui thôi. Còn một quả nữa Hân nè, chứ không có cái logo nào hết. Em sợ bong bóng hả mọi người? Vậy mà nãy giờ em đạp hăng lắm luôn á. Tại sợ mới đạp á chị. Yeah, cũng không có cái logo nào. Rồi, chúc mừng là má Hân đã hoàn thành xuất sắc. Chị Hân mặc ơi, dù không có tìm logo nào. Nữa rồi kìa chị ơi. Nữa hả? Bây giờ món em cần tôm mà nó không có tôm. Thôi chị Hân giúp em nha. Không. Ráng giúp em đi. Năn nỉ đi nè, năn nỉ sao cho chị Hân chịu đi nè. Nha, giúp giùm em nha. Cái này dễ dàng lắm, không có cực khổ gì đâu. Ok. Rồi, ok nha. Chị thấy bảng số xanh xanh đó không? Ừ. Đó, cái bảng số đó là từ 1 tới 100. Chị Thu sẽ bóc ra một hộp 5 con số. Trong vòng 60 giây, chị phải tìm khoanh đủ là 5 con số đó giùm em nha. 5 con số. 5 con số. Khá đơn giản đúng không? 60 giây đúng không? Rồi, bây giờ mời Hân thay giày vào nè, rồi Thu sẽ đọc số. Con số mấy là con số mấy? Con số 46. 46, 46, 46. 5 giây đã trôi qua. Số 13. 13, 13. Để lên Hân ơi, Hân ơi hết giờ rồi Hân ơi. Hân ơi, Hân ơi, 13, 79 Hân ơi. Nhanh lên. 79. Hết 30 giây rồi Hân ơi. 79, 79, 79. Số 79 nó trốn em rồi chị. Thực ra em trốn nó, chị thấy á. Đó rồi, số 57. Rồi, tiếp tục con số cuối cùng, số 3, 03. 03. 03. Yeah. Rồi, 5 số chúc mừng rồi. Hân, thử thách khá là đơn giản đúng không? Dạ. Trước 60 giây chúc mừng Hân đã vượt qua thử thách. Rồi, mời Hân. Ủa. Đây.
thì ra có một cái logo ở đây mà chị em mình đã bỏ sót, không phải là một cú lừa mà là hai chị em mình đã tự lừa nhau. Một cái logo của chương trình Trong Bong Bóng, thưa quý vị, hai cô gái đã say sóng. Chị Hân ơi. Chưa hết. Bánh canh thì phải có bánh canh chị nhở? Giúp em lấy bánh canh đi chị. Chị vừa lắc vòng, vừa đi qua thảm gai và hát một bài hát. Ồ, thử thách này có vẻ nhẹ nhàng tập hơn đúng không? Tập thể dục chị ơi. Bây giờ Hân hát bài gì nè? Cháu lên ba. Cháu lên ba. Dạ. Trời ơi, cái bài tình cảm quá ha. Một bài nào trưởng thành hơn chút xíu được không? Hay là em toàn nghe nhạc gia đình đi không à? Ba ngọn nến lung linh. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Nến rớt hoài luôn ta. Đi quay lại còn hát thêm chưa hết mà. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Yeah. Vậy là Lâm Á Hân đã kết thúc 4 thử thách rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chắc là mời Lâm Á Hân ra ngoài nghỉ ngơi một chút xíu. Bây giờ chúng ta đợi thành quả của hai bạn thôi ha. Dạ. Yeah. Sau một khoảng thời gian miệt mài trổ tài của hai bạn cộng với sự trợ giúp rất là nhiệt tình từ Lâm Á Hân thì chúng ta đã có hai món ăn không biết ngon không nhưng mà rất là bắt mắt. Dạ. Ở trước bàn đúng không? Rồi bây giờ đói lắm rồi phải không? Dạ. Bây giờ Lâm Á Hân muốn thưởng thức món nào trước nè? Em chắc sẽ ăn bánh canh trước. Bánh canh trước ha. Rồi chị cắp mà em run luôn á. Cảm ơn chị. Chị cũng ăn đi chị. Chị mời ăn một em mình. Ngon. Chị có thể chấm nước mắm nữa. Đây, có nước mắm với quẩy nữa nè. Ủa, bánh canh cua này là có ăn với quẩy hả? Bạn kèm thêm đúng không? Ngon lắm đó chị. Em cảm thấy công sức hồi nãy giờ của em nó xứng đáng. Mình cũng xin thưởng thức một chút xíu. Ngon không chị? Khá là đậm đà ha. Cảm ơn em. À, dạ, em cảm ơn. Đang uống một miếng nước nè. Chúng ta đến với món thứ hai, đó là món tôm cuộn khoai tây chiên. Dạ. Nhìn có vẻ rất là đẹp. Công sức của em đó chị. Công sức đúng không? Trong đó cũng công, công với mồ hôi nước mắt của chị ngoài kia cũng nhiều. Đây, chấm tương ớt nè. Em xin. Cái khoảng thời gian hay công sức mình bỏ ra nấu món này nó có khó không? Cũng không khó lắm chị. Nhưng mà nó quan trọng là làm sao mà cho cái phần bột với là khoai á, nó phải dính vào tôm. Và mình phải cuộn, mình làm sao mà mình cuộn khoai nó dính chặt vào nữa cho nó đẹp mắt đúng dạ, không? Đúng rồi. Vừa cần phải khéo léo, vừa cần phải nêm nếm gia vị. Dạ. Đó là, khá là một chị. Công trình rất là khéo léo. Rồi, còn bánh canh thì chia sẻ một chút về công thức hay là có cái bí kíp gì của riêng em không nè? Dạ, cái nước dùng là em lấy từ cái xương gà. Ồ, xương gà, bình thường người ta sẽ nấu xương heo đúng không? Dạ, tại vì cái xương gà mình nấu nước nó sẽ trong hơn. Ồ. Đó, với lại em có bỏ hành tây để hầm chung để cho nó ra cái nước nó ngọt hơn. Cũng là một trong những bí kíp rất là lạ đúng không? Rồi, Hân thử xong Hân thấy thế nào nè? Em thấy em khá là hài lòng so với những cái mà em bị ở ngoài kia. Em chị. Được, em được, em được, em vận được. Động nãy giờ đúng không? Em được phạt ở ngoài kia. Dạ. Cũng làm cho em hơi đói rồi, cảm thấy ăn vô thì rất là xứng đáng với công sức mình bỏ ra đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ đến một phần quan trọng nhất, đó là quyết định xem món nào mà Hân cảm thấy là thích hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Cái này sẽ nghĩ là cái thử thách nào nãy nhẹ nhàng hơn.
Dạ. Cái này không liên quan tới món ăn nha, liên quan tới thử thách nãy ai hành chị Hân nhiều hơn nha. Tại vì là mình cần những cái nguyên liệu đó để nấu một món ăn ngon thôi, đúng không? Đó là lý do sao chúng ta có hai món vừa đẹp mắt vừa ngon như thế này. Nhưng mà theo bây giờ vị giác của mình đi, mình cảm nhận là phù hợp, mình hợp với cái món nào hơn? Mà giờ món nào cũng thích nó rồi sao chị? Món nào cũng thích thì mình được ăn hai món luôn đó, nhưng chấm điểm thì chỉ được chấm một món thôi. Để mà nói về ít mập á, thì chắc em sẽ chọn món này. Ít mập. Em sợ cũng sẽ không có dầu mỡ nhiều á, em không thích ăn dầu mỡ lắm. À, vậy là phần chiến thắng đã thuộc về món bánh canh. Tuy nhiên là cái món này cũng do Hân order. Dạ đúng rồi. Đối với chị là hai em đều thắng nha. Rồi, dạ, cảm ơn vậy chị. Là chúc mừng Đức Trọng đã giành chiến thắng với món bánh canh của mình. Rồi, mời Lâm Á Hân và hai bạn ra phía trước, chúng ta sẽ tặng các bạn một số giải thưởng từ chương trình nha. Rồi, bây giờ mời Hân trao giải thưởng cho bạn Trọng nha. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Mình chia sẻ một chút cảm xúc khi mình nhận giải nè. Thật ra là em rất là vui khi hôm nay em được gặp một hot girl trong lòng của em. Và em được tự tay em nấu cho chị thì em cảm thấy rất là vui. Tóm lại là bạn rất là vui. Chị cũng rất còn là đang vui. Như thế nào? Dạ, trước tiên là cảm ơn chương trình đã giúp em gặp được thần tượng của em, gặp được chị Hà Thu. Dạ, thì cũng rất riêng là cũng vui, sau đó là cũng hơi buồn á chị. Hơi buồn á chị. Không sao, không sao, lát ra chấn bên đây sao em? Dạ. Lát ra chấn chia đôi. Ủa, nãy em nghe nói là chị Hân mời bốn chị em mình đi ăn riêng nữa đó. Có không vậy? Dạ, tự nhiên chị nhức đầu á. Cảm ơn Hân nha. Cảm ơn Hân đã đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, cũng như là có lòng mời tất cả mọi người cũng như ekip của chương trình đi ăn. Ủa, nãy bốn người giờ nguyên ekip luôn. Đúng rồi. Cảm ơn Hân đã đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.